Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp và mở rộng địa giới đơn vị hành chính trong tỉnh đã hoàn thành việc lập niêm yết danh sách cử tri. Ổn định công tác dạy và học tại trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường ở xã Hoàng Thanh khiến người dân vô cùng bức xúc. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng đọc sách điện tử, người đọc có thể tiếp cận hàng ngàn đầu sách với thể loại đa dạng, từ sách kỹ năng sống tới tác phẩm văn học, kinh tế. Trước xu hướng này, nhiều nhà xuất bản, nhà phát hành ở Việt Nam đã lấn sân ra thị trường sách điện tử và phát triển nhiều ứng dụng đọc sách thu hút hàng triệu người đọc với hàng ngàn đầu sách chất lượng có bản quyền. Theo thống kê, đến cuối năm 2018, có trên 13.000 sách đăng ký xuất bản điện tử. Mức doanh thu từ sách điện tử tại Việt Nam đạt khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh 3 nhà xuất bản đã được cấp phép xuất bản điện tử, hiện có 7 nhà xuất bản khác đang đầu tư để chuẩn bị cho việc xuất bản phát hành điện tử trong thời gian tới. Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tình hình nợ đọng thuế đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng theo các tháng năm 2019. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, tổng số nợ đọng lên đến gần 83.000 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng số dự kiến thu nội địa năm 2019. So với thời điểm cuối năm 2018, nợ đọng thuế đã tăng 8,7%, tương đương tăng 6,644 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong tổng số tiền thuế nợ đọng, nợ không còn khả năng thu lên đến 37,640 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng số tiền nợ thuế. Các chuyên gia đánh giá, ngoài nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, chưa nộp đúng, đủ, kịp thời số phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, thì còn có nguyên nhân chủ quan do các đơn vị quản lý nợ chưa áp dụng triệt để các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo đúng quy luật của luật quản lý thuế nên hiệu quả công tác thu nợ chưa cao. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 5 năm 2019, hệ thống cảnh báo nhanh của EU thông báo có 17 lô hàng nông thủy sản của Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát khi nhập vào EU do không đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, Tây Ban Nha từ chối nhập khẩu 8 lô hạt hạnh nhân có xuất xứ từ Australia và được chế biến tại Việt Nam do chứa chất aflatoxin vượt mức cho phép. Bỉ từ chối một lô hàng cá da trơn đông lạnh của Việt Nam. Áo, Thụy Sĩ và Na Uy đưa sản phẩm cá tra phi lê, tôm và cá rô phi đông lạnh của Việt Nam vào diện giám sát với mức độ cảnh báo chưa nghiêm trọng. Pháp cảnh báo một lô hàng nhiễm chất cấm nghiêm trọng với một lô cá ngừ từ Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 1684 thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa có hai huyện là Đông Sơn và Hoàng Hóa bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, huyện Đông Sơn có 266 lao động và huyện Hoàng Hóa có 150 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tất cả các xã phường thị trấn thuộc diện sắp xếp và mở rộng địa giới đơn vị hành chính trong tỉnh đã hoàn thành việc lập niêm yết danh sách cử tri. Đây là cơ sở quan trọng chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri trong thời gian tới. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, sau khi sắp nhập, huyện Thạch Thành sẽ có 3 đơn vị được thành lập mới và mở rộng địa giới là thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du và xã Thạch Bình. Xác định đây là việc làm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, huyện đã quán triệt, thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trước ngày 30 tháng 4, tất cả các đơn vị thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện đều đã hoàn thành việc lập niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã và các thôn. Gia đình tôi hiện tại là có 5 người, tức là trên 18 tuổi. Cán bộ thôn thì mang từng danh sách cử tri đến tại nhà cho chúng tôi đối chiếu với hồ sơ của gia đình. Khi đã đối chiếu cụ thể chính xác rồi thì
cán bộ thôn thì mang ra tận nhà văn hóa niêm yết công khai ngoài đấy để cho nhân dân được khảo sát, được xem chính xác các cái cử tri của từng gia đình. Khi đấy thì ví dụ những ai có ý kiến gì thì người ta phản ánh cụ thể. Hiện tại là Thành Kim đã niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn 10 trên 10 thôn. Đấy, quá trình niêm yết danh sách cử tri thì trong quá trình làm chúng tôi đã đối chiếu đến chi tiết đến các hộ gia đình về các trường thông tin của hộ gia đình. Nếu có thông tin đối chiếu mà sai so với cái thông tin của các nhân khẩu đấy thì chúng tôi đã tham mưu và điều chỉnh các thông tin làm sao đó trong quá trình lập và niêm yết danh sách cử tri để không có ý kiến kiến nghị về cái danh sách cử tri lập trên địa bàn xã. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong năm 2019, Thanh Hóa có 145 đơn vị cấp xã không đủ 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ sáp nhập còn 67 đơn vị và thành lập một thị trấn. Ở các đơn vị thuộc diện phải sáp nhập, tất cả cử tri đều được ghi tên vào danh sách. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại thôn, trụ sở xã. Nếu phát hiện có sai sót, Ủy ban Nhân dân xã sẽ ghi sổ, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cho đến giờ, phút này thì không có vấn đề gì xảy ra đối với việc niêm yết danh sách cử tri. Và trong quá trình niêm yết, nếu có vấn đề gì sai sót, vướng mắc thì chúng tôi sẽ kịp thời tiếp thu, điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo cho cái thời gian tới triển khai tiếp cái việc lấy phiếu cử tri. Hiện nay, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lập phiếu lấy ý kiến cử tri và dự kiến sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 19 tháng 5 năm 2019. Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu xây dựng cái đề án sắp xếp đơn vị hành chính để trình Ủy ban dân huyện và Ban Thường vụ huyện ủy để kịp theo cái tiến độ kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh việc lập niêm yết danh sách cử tri, các địa phương cũng đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thời gian tổ chức việc lấy ý kiến cử tri. Qua đó cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 114 nhằm cơ cấu lại ngành du lịch Thanh Hóa để khai thác tối đa lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh và con người xứ Thanh, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đón được 18,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.500 tỷ đồng, tạo ra 65.000 việc làm trực tiếp. Tỷ lệ lao động phục vụ du lịch được đào tạo nghề và bồi dưỡng tại chỗ đạt trên 90%. Hệ thống sản phẩm du lịch được hình thành rõ nét, đặc sắc, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh. Đề án cũng nêu rõ những nội dung cơ bản sẽ được triển khai, gồm chú trọng về cơ cấu thị trường, sản phẩm và doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, xúc tiến quảng bá du lịch, đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch, về xây dựng môi trường du lịch. Cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 115 triển khai thực hiện đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 phải hình thành và tích hợp các ứng dụng trên cổng thông tin du lịch Thanh Hóa, hoàn thành phát triển ứng dụng lên lịch trình và tra cứu thông tin du lịch Thanh Hóa qua thiết bị di động. Ngoài ra, đến năm 2025, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các khu du lịch trọng điểm, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch tự động. 100% các khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được lắp dựng hệ thống mạng Internet không dây công cộng phục vụ khách du lịch. 100% máy tra cứu thông tin du lịch và dịch vụ được lắp tại các khu vực cảng hàng không Thọ Xuân, ga Thanh Hóa, cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và các khu du lịch trọng điểm. Sáng qua tại thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa tổ chức hội nghị truyền thông mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em là một trong 10 mô hình điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng nhằm hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
Hoạt động của mô hình nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em. Thông qua hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bằng các tiểu phẩm tương tác và được cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phổ biến, chia sẻ những kiến thức liên quan đến xâm hại phụ nữ, trẻ em, các tình huống không an toàn, buổi truyền thông đã thu hút đông đảo các thành viên trong ban chỉ đạo mô hình, chị em phụ nữ và bà con nhân dân tham gia. Qua đó truyền tải thông điệp, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi thành viên mô hình và cả cộng đồng sẽ góp phần xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc một nam thanh niên đột ngột xông vào trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, đâm chết một học sinh, làm trọng thương 4 học sinh khác và một giáo viên đã gây bàng hoàng dư luận, để lại bao xót xa mất mát cho người thân và bạn bè của các nạn nhân. Sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng chức năng trong việc điều tra và bắt giữ đối tượng gây án giúp người dân xã Đồng Lương yên tâm cho con quay trở lại trường học tập. Sức khỏe và tâm lý của 5 cô trò bị đối tượng gây án làm trọng thương cũng đang dần hồi phục. Theo lời khai ban đầu của đối tượng gây án, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày với hàng xóm, sáng ngày 3 tháng 5, Đỗ Mãnh Triều Minh, sinh năm 1994, ở làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, sát hại một học sinh lớp 5 và làm một cô giáo cùng 4 học sinh khác bị thương. Sự việc xảy ra bất ngờ và gây hậu quả nghiêm trọng, đã gây hoang mang và lo lắng cho người dân trong vùng, đặc biệt là gây hoảng loạn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Đồng Lương. Cô cũng đứng ở cửa lớp thì thấy một cái bóng đèn cao to phù qua người tôi rất là nhanh, chộp tới hướng học sinh của mình ngồi ở ban đầu. Thì khi tôi nhìn thấy thì tôi chạy lại đấy, tôi lôi cái thanh niên ấy ra, vừa la vừa hét, vừa la học sinh là chạy. Và nhìn lại thì thấy học sinh mình gục xuống bàn này, là chỉ biết la kêu cứu và bế học sinh sốc vào người là chạy xuống dưới tầng. Ngay trong sáng ngày 3 tháng 5, đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng và cho con nghỉ học. Để ổn định tâm lý và đảm bảo an ninh an toàn tại trường tiểu học Đồng Lương, chính quyền địa phương đã cử công an xã, dân quân tự vệ túc trực thường xuyên tại trường. Nhà trường cũng thực hiện củng cố lại hệ thống tường rào bao quanh, đồng thời tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh và học sinh yên tâm trở lại trường học, chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ cuối năm học. Đến sáng ngày 6 tháng 5, học sinh trường tiểu học Đồng Lương đã đến trường khá đầy đủ. Phòng giáo dục cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có công văn số 346 thì gửi đến tất cả các xã, thị trấn, các trường học, các cơ sở giáo dục trong huyện là tuyên truyền cho phụ huynh nắm vững được tinh thần là đối tượng đã bị bắt và ổn định tâm lý cho phụ huynh cũng như là học sinh và tổ chức cho các trường học tập bình thường. Vụ án tại trường tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh cho thấy sự liều lĩnh và tàn ác của những kẻ máu lạnh ra tay với cả những đứa trẻ vô tội vì những lý do rất nhỏ nhặt. Do vậy, người dân và các trường học cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để bảo vệ con em mình trước những đối tượng hung hãn bất chấp pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, bãi tập kết rác tại thôn Đại Long, xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa đã rơi vào tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân vô cùng bức xúc. Bãi tập kết rác tại thôn Đại Long, từng đống rác lớn được chôn lấp thô sơ, rác cũ lẫn với rác mới bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến nhiều gia đình ở xã Hoàng Thanh và các xã lân cận không chịu nổi. Rất chi là hôi thối, mà những lúc người ta đốt cũng là thối mãi xuống dưới đây đó, khói mãi xuống dưới đây, rồi bắt đầu đi thì hôi thối rồi nhặng nhiều. Lượng rác thải tồn đọng quá lớn, rác cũ chưa được xử lý, rác mới hàng ngày không ngừng được đưa vào, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải, ô nhiễm tại bãi tập kết rác thôn Đại Long. Thêm vào đó, việc người dân thường xuyên đốt rác mà không theo quy trình kỹ thuật cũng khiến tình trạng ô nhiễm tại đây ngày càng nghiêm trọng. Bữa nào nắng là canh trở hết, những canh trở là anh đốt, khoảng 4 người, lúc nào chứ canh trở suốt ngày ở đây. Họ căng bạt, rồi họ ở đây họ canh trở cốt buổi trưa, họ đốt, đấy, họ cháy suốt đêm luôn. Trước sự phản ánh của người dân, thời gian gần đây, chính quyền xã Hoàng Thanh đã có những giải pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Chúng tôi chỉ đạo là ký hợp đồng thêm với một công ty của anh Tú ở Đa Lộc, Hậu Lộc để vận chuyển rác đi các địa điểm khác như ví dụ đưa đi Ninh Bình, đưa đi Hậu Lộc và các bãi rác khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những giải pháp của chính quyền địa phương,
thì bản thân mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc không vứt rác và đốt rác bừa bãi nhằm giảm tải lượng rác đổ về bãi tập kết, góp phần từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu vực xã Hoàng Thành và các xã lân cận. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2019, tròn 65 năm kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954. Dư âm từ trận đánh vẫn còn vang vọng mãi, đó không chỉ là biểu tượng của sự can đảm và hy sinh của quân dân Việt Nam mà còn là biểu tượng của sự hòa giải. Nhìn lại lịch sử để cùng đi tiếp trong tương lai là suy nghĩ và mong mỏi của nhiều thế hệ cả hai phía. Thông tin đăng tải trên báo điện tử VOV. Ngày quân đội Pháp đầu hàng mùng 7 tháng 5 năm 1954 cũng là ngày hội nghị Geneva bắt đầu bàn về tương lai Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn hội nghị cùng ký hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược 1945-1954 ở Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Tại hội thảo quốc tế 65 năm trận chiến Điện Biên Phủ, viễn cảnh quốc tế và trong nước tổ chức mới đây tại Hà Nội, giáo sư Phạm Quang Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhắc lại lời cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand trong chuyến thăm Điện Biên Phủ năm 1993 rằng: "Tôi có thể đến Điện Biên Phủ để suy nghĩ lại và cảm nhận tất cả những gì mà một người Pháp có thể cảm thấy trước sự hy sinh của các binh lính, để tất nhiên không quên sự hy sinh của những người khác." Báo Gia đình.net thông tin, nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề Điện Biên năm ấy nhằm tái hiện lại những khó khăn gian khổ của bộ đội ta trên trận địa Điện Biên, tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đến những chiến sĩ đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, với 39 tác phẩm, triển lãm chuyên đề Điện Biên năm ấy là dịp để ôn lại chiến công oanh liệt vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm với lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng. Một điểm báo sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của trên 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp trong tuần chính là Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019. Sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, thông tin đăng tải trên báo điện tử VTV. Theo bài viết, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra hết sức cởi mở và thẳng thắn. Thủ tướng nêu kỳ vọng về khối doanh nghiệp tư nhân, còn các doanh nghiệp thì thẳng thắn nêu lên những khuyến nghị của mình. Thủ tướng cho rằng mỗi doanh nhân cần phải có chí tiến thủ, không bằng lòng với hoàn cảnh đang có, phải xông xáo, tìm kiếm, nắm bắt được các cơ hội. Thủ tướng cũng đã thiết tha đề nghị các doanh nhân phải có tinh thần yêu nước, khát vọng dân tộc và đạo đức kinh doanh, góp phần làm cho hình ảnh nước ta sang chói trên trường quốc tế. Cũng bàn về vấn đề kinh tế, báo Đại Đoàn Kết vừa có bài viết dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá lại công việc của tháng 4 cũng như 4 tháng đầu năm, nhấn mạnh kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, càng khó khăn càng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019 của cả nước và từng bộ ngành địa phương. Chỉ bàn tháo gỡ để tiến lên, không bàn lùi. Tất cả những yêu cầu ấy đã cho thấy Thủ tướng rất sâu sát, nắm rõ tình hình cho các lĩnh vực của đời sống xã hội và rất nóng ruột khi mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn chưa làm thật tốt nhiệm vụ được giao, qua đó có thể làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hầm nóng tất cả những lĩnh vực trong đời sống xã hội, điều đó có nghĩa sẽ không có chỗ cho sự cầm chừng trong hoạt động, không có thời gian để kêu than về những khó khăn. Chúng ta đang đi tới những năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội 12. Chính vì lẽ đó, nếu thấy khó mà chững lại, tức là góp phần kéo lùi sự phát triển, và điều đó là không thể chấp nhận. Thời gian qua, liên tiếp các vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tài xế sử dụng rượu bia gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến dư luận không khỏi lo lắng bất an. Trao đổi với báo Dân Việt, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phải thốt lên: lái xe sau khi uống rượu bia, người tốt bỗng thành kẻ giết người. Theo ông Khuất Việt Hùng, từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt nguồn từ việc sử dụng rượu bia khi lái xe, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kêu gọi mọi người thay đổi hình ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân với khẩu hiệu "Đã uống rượu bia thì không lái xe". Bên cạnh đó, xử phạt đúng nghiêm thì người bị xử phạt sẽ không bao giờ tái phạm, giảm thiểu được tai nạn giao thông, giữ được tính mạng cho bản thân và bảo vệ an toàn cho những người khác. Chế tài xử phạt hình sự hiện nay mới chỉ dừng lại với những người gây ra tai nạn, làm người bị nạn thương tích nặng hoặc tử vong. Ở một số nước,
vi phạm nồng độ cồn ở mức cao có thể bị xử lý hình sự ngay, chưa cần gây hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, biển báo cấm thể hiện các điều cấm trong luật giao thông đường bộ. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh cấm ghi trên biển báo. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều biển báo cấm đang vô tác dụng đối với người tham gia giao thông. Thực tế này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao. Đường Mai Ăn Tiêm đi ra đại lộ Lê Lợi đã có biển cấm rẽ trái, tức là rẽ lên cầu Đông Hương nhằm tránh xung đột giao thông tại khu vực cầu. Tuy nhiên, bất chấp biển cấm được đặt tại vị trí rất dễ quan sát, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Người vi phạm không chỉ điều khiển xe máy mà còn có cả xe ô tô, thậm chí cả xe biển xanh. Còn tại đường Hàng Than và đường Lý Thường Kiệt là những tuyến đường nội thị khá hẹp, biển cấm được đặt để cấm xe ô tô đi hai chiều, nhưng người ta vẫn phớt lờ biển báo, ngang nhiên đi ngược chiều khiến nơi đây thường xuyên ùn tắc. Tại nhiều tuyến đường, vị trí đặt biển cấm phương tiện dừng đỗ vẫn thường xuyên có phương tiện vi phạm, dẫn đến nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Thực tế, tình trạng biển cấm có như không đang diễn ra phổ biến tại thành phố Thanh Hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém, dẫn đến sự tùy tiện và cố tình vi phạm. Tôi thấy vi phạm biển cấm rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi rất muốn là tất cả người dân đều có ý thức đấy về hành vi của mình, đấy, vừa chấp hành đúng cái quy định của luật giao thông. Không chấp hành là cái xử lý nghiêm, để cho nó cái người mà chấp hành không thiệt thòi. Chứ nhiều người chấp hành ấy, nhưng mà lại hay bị có những cái gặp những cái sự cố dọc đường. Theo quy định của Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính, hành vi vi phạm biển cấm đều có mức phạt cụ thể tùy từng nội dung vi phạm. Vấn đề đặt ra là bên cạnh việc tuyên truyền để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng cần tăng cường xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Bản tin Thời báo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.